thông báo của ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Tìm Người Thông Minh. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Tìm Người Thông Minh. Đây là chương trình trò chơi dành cho các em học sinh ở lứa tuổi từ 9 đến 12 tuổi. Có thành tích học tập tốt, có kiến thức tổng quát về tự nhiên và xã hội. Sau đây là điều kiện tham gia chương trình. 1. Các em học sinh tuổi từ 9 đến 12 tuổi là học sinh giỏi hoặc có thành tích cấp quốc gia, cấp thành phố, có kiến thức tổng quát về tự nhiên và xã hội, có khả năng giao tiếp tốt. 2. Hồ sơ đăng ký bao gồm phiếu đăng ký có chữ ký xác nhận của phụ huynh, một tấm hình 3-4, bản photo giấy khen học sinh giỏi hoặc giấy khen về thành tích cấp quốc gia, cấp thành phố và bản chính để đối chiếu, bản sao giấy khai sinh để đối chiếu tuổi theo quy định. 3. Hình thức đăng ký. Đăng ký trực tiếp và thu hình thử vào ngày 17 tháng 2 năm 2008. Sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Khi đến đăng ký và tham dự chương trình, các em cần ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Tìm Người Thông Minh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8222517 hoặc 9111730. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Tìm Người Thông Minh. Ở lứa tuổi từ 9 đến 12 tuổi, chương trình Tìm Người Thông Minh. Trên truyền hình mang tính trắc nghiệm kiến thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện, được phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với 8 thí sinh có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Các em là những em học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên Nguyễn Thành Trung. Em tên là Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 42 trường tiểu học Phùng Hưng, quận 11. Hôm nay em đến với chương trình để giao lưu và học hỏi thêm những điều em chưa biết. Thí sinh thứ hai. Em tên là Bùi Anh Toán, em học lớp 4 trường tiểu học Lê Đình Chân. Em đến đây với tiêu chí học hỏi và vui chơi. Ước mơ sau này của em là được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Và thí sinh tiếp theo. Hôm nay em đến với chương trình này để ôn tập lại những kiến thức và học hỏi thêm những điều mà em chưa biết. Thí sinh thứ tư của chương trình hôm nay. Sáu trường tiểu học Thanh Đa. Mơ sau này của em trở thành bác sĩ thú y vì em rất yêu quý các loài vật, nhất là chó. Chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Em tên là Phùng Đình Thắng, năm nay học lớp 4 trường tiểu học Dân lập Quốc tế. Ước mơ sau này của em sẽ là một bác sĩ tốt, không ham tiền. Chúng ta cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Em tên là Trương Đăng Kiên, năm nay học lớp 5 trường Lê Văn Tả. Sở thích của em là đọc sách. Em mơ sau này em sẽ trở thành một kiến trúc sư để xây nhà cho mọi người. Hãy cùng chào đón thí sinh kế tiếp. Em tên là Cụ Mai Hà Minh, học sinh lớp 42 trường Đại học Hồng Hà. Cơ trường em được đặt theo tên một con sông lớn ở miền Bắc nước ta. Em thích được lên TV và được học hỏi thêm nhiều kiến thức mới lạ. Em đã đăng ký về chương trình này. Em mong mọi người hãy cổ vũ cho em. Và thí sinh cuối cùng của chương trình hôm nay. Ở trường Đống Đa, quận Tân Bình. Mục tiêu em đến đây là để học hỏi và vui chơi. Rất mong quý vị ủng hộ cho em.
Chúng ta đã vừa đến với những lời giới thiệu rất hồn nhiên và dễ thương của các thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, để có thể trở thành một trong 8 thí sinh của chương trình, các em đã phải trải qua vòng tuyển chọn về kiến thức. Và để có thể trở thành người giành chiến thắng ở mỗi vòng thi cũng như vòng chung kết sau cùng, các thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững vàng không những với các môn học ở trường mà còn kiến thức tự nhiên và kiến thức xã hội. Và thưa quý vị, trên tay tôi là chiếc cúp rất đẹp, chiếc cúp vô địch dành đến thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Tìm Người Thông Minh và một chuyến du học hè tại Úc trị giá 75 triệu đồng. Và giờ đây sẽ không làm mất thời gian của quý vị và các thí sinh lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng 1 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Ở vòng 1, tôi sẽ lần lượt đưa ra 9 câu hỏi mang kiến thức tổng quát. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn trả lời 1, 2, 3, 4 ứng với các phím trên bàn phím của thí sinh. Trong thời gian 5 giây từ khi tôi đọc xong câu hỏi, các thí sinh phải bấm phím để trả lời. Trả lời đúng ghi được 1 điểm, sai không có điểm. Chúng ta sẽ chọn ra 6 thí sinh có mặt ở vòng 2. Các thí sinh đã sẵn sàng chưa? Chúc các em bình tĩnh, tự tin và may mắn. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Bác Hồ đã rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? 1901, 1911, 1921 và 1931, 5 giây bắt đầu. Bác Hồ đã rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? Vào năm 1911 và có 3 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Châu lục nào sau đây không có cư dân? Châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Nam Cực, 5 giây bắt đầu. Châu lục nào sau đây không có cư dân? Đó là châu Nam Cực và đã có 7 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Chất nào sau đây có nhiều trong máu người? Kẽm, nhôm, đồng, sắt, 5 giây bắt đầu. Chất nào sau đây có nhiều trong máu người? Đó là chất sắt. Câu hỏi này có 5 thí sinh trả lời đúng. Trẻ em có bao nhiêu cái răng sữa? 10, 20, 26 và 32, 5 giây bắt đầu. Trẻ em có bao nhiêu cái răng sữa? Trẻ em có 20 cái răng sữa. Câu hỏi này chỉ có 1 thí sinh trả lời đúng. Chúc mừng em. Nước nào đã lấp biển tạo thành hòn đảo nhân tạo để xây dựng sân bay quốc tế? Anh, Pháp, Đức, Nhật, 5 giây bắt đầu. Nước nào đã lấp biển tạo thành hòn đảo nhân tạo để xây dựng sân bay quốc tế? Đó là Nhật Bản. Và đã có 2 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Câu hỏi thứ 6 dành đến các thí sinh như sau. Viết tắt tiếng Anh của Tổ chức Thương mại Thế giới là gì? IMF, WTO, UNDP, WHO, 5 giây bắt đầu. Đáp án số 2, WTO là đáp án chính xác và có 6 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Và bây giờ, sau 6 câu hỏi đầu tiên của vòng 1, chúng ta sẽ biết điểm số của các thí sinh. Ở vị trí đầu tiên là thí sinh Nguyễn Thành Trung, em ghi được 4 điểm. Cùng với thí sinh Thiên đồng 4 điểm. 4 thí sinh cùng 3 điểm là Bùi Anh Tuấn, Đỗ Huy Quang, Quách Roger và Cù Huy Hoàng Minh. Những câu hỏi tiếp theo của vòng 1, mong rằng các em sẽ tiếp tục cố gắng. Phần lớn các cơn bão hình thành tại Thái Bình Dương đều đổ bộ vào nước nào trước khi vào Biển Đông? Indonesia, Malaysia, Philippines và Brunei, 5 giây bắt đầu. Phần lớn các cơn bão hình thành tại Thái Bình Dương đều đổ bộ vào nước nào trước khi vào Biển Đông? Đều đổ bộ vào Philippines. Câu hỏi này có 3 thí sinh trả lời đúng. Loài động vật nào sau đây mỗi năm thay sừng một lần? Trâu, bò, dê, hươu, 5 giây bắt đầu. Loài động vật nào sau đây mỗi năm thay sừng một lần? Đó là hươu.
Và câu hỏi này có 6 thí sinh trả lời đúng. Như vậy là các thí sinh còn lại câu hỏi cuối cùng của vòng 1. Động vật nào được xem là nguy hiểm nhất đối với con người? Cá mập trắng, rắn hổ mang chúa, muỗi và sư tử châu Phi. 5 giây bắt đầu. Động vật nào được xem là nguy hiểm nhất đối với con người? Đó là con vật bé nhỏ nhất, con muỗi. Có một thí sinh trả lời đúng câu hỏi này mà thôi. Chúc mừng em. Âm thanh vừa rồi báo hiệu rằng vòng thi đầu tiên của chúng ta đã kết thúc. Mời quý vị hãy hướng lên màn hình để theo dõi điểm số dành cho các thí sinh. Ở vị trí dẫn đầu là hai thí sinh đồng 6 điểm, Bùi Anh Tuấn và Sư Đăng Thiên. Hai thí sinh cùng được 5 điểm là Nguyễn Thành Trung và Quách Roger. 4 điểm là thí sinh Đỗ Huy Quang. Đó là 5 thí sinh sẽ cùng có mặt ở vòng 2. Hai thí sinh đồng 3 điểm là Phùng Đình Thắng và Cù Huy Hoàng Minh. Hai em sẽ cùng đến với vòng thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án để chọn ra một thí sinh tiếp tục có mặt ở vòng 2 của chương trình hôm nay. Thể lệ của vòng thi ghép đáp án như sau. Màn hình sẽ có hai cột gồm các cặp từ tương ứng với nhau nhưng đã bị xáo trộn. Các thí sinh sẽ phải ghép lại để tìm những cặp từ tương ứng với nhau. Thí sinh nào ghép đúng và nhanh nhất sẽ có mặt ở vòng 2 của chương trình hôm nay. Và giờ đây sẽ là một ví dụ để giúp các em hiểu rõ hơn về thể thức thi ghép đáp án. Giờ đây là phần thi ghép đáp án của thí sinh Đình Thắng và Hoàng Minh. Mời các em hướng lên màn hình. Đề thi dành cho các em: loài vật gồm mèo, chó, gà trống, vịt, tiếng kêu, gâu gâu, meo meo, ò ó ó, gặp gặp. Đã có một thí sinh hoàn thành phần thi ghép đáp án. Kết quả của phần ghép đáp án như sau: 1B, 2A, 3C và 4D. Và xin chúc mừng thí sinh Phùng Đình Thắng tiếp tục có mặt ở vòng 2 chương trình Tìm Hiểu Thông Minh hôm nay. Hai thí sinh chia tay với chương trình đó là Hoàng Minh và Vũ Quang. Hai em sẽ ra về với kỷ niệm chương và phần học bổng trị giá 500.000 đồng. 6 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục có mặt ở vòng 2 trong chương trình Tìm Người Thông Minh hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để bắt đầu vòng 2, các thí sinh sẽ cùng đến với trò chơi giải mã chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên. Đây là một phần thi cũng rất là quan trọng, bởi lẽ các em có thể chọn được thứ tự ưu tiên và chọn được lĩnh vực mà mình yêu thích. Bộ giải mã gồm 10 số từ 0 đến 9, mỗi số ứng với các ký tự, tương tự như là chiếc điện thoại di động của chúng ta vậy. Ví dụ như số 2 ứng với các ký tự A, B, C, số 3 ứng với các ký tự D, E, F, số 4 ứng với các ký tự C, H, I, v.v. Thí sinh sẽ được ban tổ chức cung cấp một chỉ số và gợi ý. Các em sẽ phải giải mã thật nhanh để tìm ra kết quả, và kết quả là một từ tiếng Anh. Và bây giờ là bộ đề thi giải mã dành đến các thí sinh. Dãy số 3825. Gợi ý con vịt. Mời các em. Đã có một thí sinh hoàn thành. Thí sinh thứ hai, thí sinh thứ ba, thí sinh thứ tư. Kết quả của trò chơi giải mã như sau. Đó là từ Duck. Sau phần thi giải mã, chúng ta đã xác định được vị trí đứng và thứ tự ưu tiên của các thí sinh. Vị trí số 1 là Khưu Đăng Thiên. Tiếp theo, Phùng Đình Thắng, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Huy Quang, Bùi Anh Tuấn và Quách Roger. Ở vòng 2, các thí sinh sẽ có 12 lĩnh vực, mỗi thí sinh chọn 2 lĩnh vực. Các lĩnh vực gồm địa lý, lịch sử, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật, toán học, thế giới tự nhiên
văn học, tiếng Việt, kiến thức xã hội, danh nhân và thưởng thức cuộc sống. Các thí sinh sẽ lựa chọn các lĩnh vực và có 30 giây ở mỗi lĩnh vực. Trả lời càng nhiều câu hỏi, các thí sinh càng ghi được nhiều điểm. Nếu gặp câu hỏi nào khó mà không thể trả lời, các thí sinh có thể quyết định bỏ qua. Sau vòng thi này, chúng ta chọn ra 3 thí sinh có mặt ở vòng 3 chương trình ngày hôm nay. Thí sinh lựa chọn đầu tiên là Khưu Đăng Thiên. 12 lĩnh vực trên màn hình, Thiên sẽ chọn lĩnh vực nào? Thưa chị, có lẽ em sẽ chọn lĩnh vực là thế giới tự nhiên ạ. 30 giây bắt đầu. Hà mã là loài thú ăn thịt đúng hay sai? Sai. Chính xác. Đá granite có tên tiếng Việt là đá hoa cương hay đá kim cương? Đá hoa cương. Đúng. Sắt bị rỉ sét là do hiện tượng oxy hóa, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Mối làm tổ bằng đất hay bột gỗ? Đất. Đúng. Trong các câu chuyện về những đứa trẻ bị lạc trong rừng, con vật nào thường nuôi dưỡng? Sói. Đúng. Cây chuối được trồng bằng cách gieo hạt, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Con vật đầu tiên được sinh sản vô tính là con cừu hay con cừu? Đúng. Cá mập có khả năng thay răng hay không? Không. Câu trả lời này chưa chính xác. Và cũng hết sức tuyệt vời, ở ngay lượt lựa chọn đầu tiên của mình, Đăng Thiên đã ghi được 7 điểm. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Đình Thắng. Thắng có tự tin mình cũng sẽ ghi được nhiều điểm như là Đăng Thiên không? Dạ. Em chọn lĩnh vực nào? Dạ em chọn lĩnh vực thưởng thức cuộc sống. 30 giây dành cho em bắt đầu. Món ăn phổ biến nào của người Việt Nam được chế biến từ đậu nành? Bỏ qua. Đậu hũ. Ở Việt Nam khi đi bộ băng qua đường cần phải quan sát phía bên nào trước? Tay trái. Đúng. Khi đi làm nhiệm vụ, xe chữa cháy hay xe cứu thương được ưu tiên hơn khi qua giao lộ? Xe cứu thương. Xe chữa cháy. Người lớn có thể mắc bệnh sốt xuất huyết hay không? Có. Chính xác. Khi bị phỏng, điều đầu tiên cần làm là ngâm vết thương vào nước mát hay bôi thuốc sát trùng? Bỏ qua. Ngâm nước mát. Sử dụng cho trẻ có cần phải phân biệt giới tính không? Không. Ngay ở những giây cuối cùng, Đình Thắng đã ghi thêm được 1 điểm và em đã nâng tổng số điểm của mình ở lượt lựa chọn đầu tiên là 3 điểm. Chúc mừng Thắng. Chúng ta đến với lượt lựa chọn của Thành Trung. Trung có hồi hộp không? Dạ hơi hồi hộp. Hơi hồi hộp một chút. Em sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Em xin chọn lịch sử. 30 giây dành cho em bắt đầu. Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Sách trước hay sau Bình Ngô Đại Cáo? Trước. Đúng. Thành Cổ Loa được xây dựng theo hình tam giác hay xoắn ốc? Đúng. Trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, tên tướng giặc nào phải tháo chạy? Đúng. Khi lên ngôi vua, Triệu Quang Phục lấy tên là Triệu Việt Vương hay Dạ Trạch Vương? Dạ Trạch Vương. Không đúng. Tướng nào của nhà Nam Hán bị tiêu diệt trên sông Bạch Đằng năm 938? Ô Mã Nhi hay Hoàng Tháo? Đúng. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Mai Thúc Loan và Mai Hắc Đế là một người, đúng hay sai? Câu trả lời cuối cùng của em chưa chính xác. Và ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình, Thành Trung đã ghi được 5 điểm. Chúc mừng em. Giờ đây là lượt lựa chọn của Huy Quang. Giờ em xin chọn lĩnh vực là danh nhân. 30 giây bắt đầu. Bà Triệu tập hợp nghĩa quân khởi nghĩa năm 19 tuổi hay 39 tuổi? Đúng. Hiện ai là chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đỗ Trung Quân hay Đỗ Hồng Quân? Đỗ Trung Quân. Không đúng. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh là đạo diễn sân khấu hay điện ảnh? Điện ảnh. Đúng. Vị tướng chống Pháp vào thế kỷ 19, Phò Mã Nguyễn Duy là em ruột hay con của Nguyễn Tri Phương? Em ruột. Đúng. Nguyễn Cửu Vân là cha ruột của Nguyễn Cửu Đàm, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Phan Tây Hồ là tên hiệu của Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh? Phan Chu Trinh. Đúng. Vị bác sĩ Việt Nam nào đã lấy thân mình để thử nghiệm ký sinh trùng? Đàm Văn Ngữ. Đàm Văn Ngữ. Câu trả lời cuối cùng đã mang về cho Huy Quang tổng số điểm là 6 điểm. Chúc mừng em. Người lựa chọn tiếp theo của thí sinh. Xã hội. 30 giây bắt đầu. Trang phục truyền thống của người phụ nữ Ấn Độ là sari hay pongso? Sari. Đúng. Báo phát hành hàng ngày là Nhật Báo hay Nguyệt Sang? Nguyệt Sang. Nhật Báo. Thành phố nào có nhiều tòa soạn báo nhất nước, Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh? Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Học sinh lớp 9 là học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông? Trung học phổ thông. Trung học cơ sở. Phong trào kế hoạch nhỏ là sáng kiến của thiếu nhi thành phố Hải Phòng hay Đà Nẵng? Hải Phòng. Đúng. Luật giao thông đường bộ nước ta quy định các phương tiện lưu thông phía bên nào của đường? Phải. Đúng. Khi cần phải bỏ rác mà không tìm thấy thùng rác, ta có quyền vứt rác tự do ra đường hay không? Không. Chính xác. Yes. Anh Tuấn đã ghi được 5 điểm ở lượt lựa chọn của mình. Chúc mừng em. Và giờ đây là lượt lựa chọn của Quốc Roger. Em đã sẵn sàng ở lượt lựa chọn của mình chưa? Đã rồi. Xin mời em. Em lựa chọn lĩnh vực địa lý. 30 giây bắt đầu.
Đường xích đạo gần như cắt nửa, châu lục nào, châu Mỹ hay châu Phi? Châu Mỹ. Châu Phi. Mỏ than ở nước ta tập trung nhiều nhất ở tỉnh nào, Quảng Nam hay Quảng Ninh? Quảng Ninh. Đúng. Suối nước nóng Bình Châu thuộc địa phận tỉnh nào? Châu Qua. Bà Rịa Vũng Tàu. Sông Mê Công chảy qua 4, 5 hay 6 quốc gia? 6. Đúng. Núi Châu Thới và Chứa Chan thuộc địa phận tỉnh nào ở Đông Nam Bộ? Châu Qua. Đồng Nai. Côn Đảo có sân bay hay không? Có. Đúng. Seoul là thủ đô của nước nào? Hàn Quốc. 4 điểm dành đến Quách Roger ở phần trả lời của mình. Chúc mừng em. Và như vậy các thí sinh đã hoàn thành lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Mời quý vị nhìn lên màn hình để biết điểm số của các thí sinh. Ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Khưu Đăng Thiên, em ghi được 7 điểm. Vị trí thứ hai Đỗ Huy Quang, 6 điểm. Hai thí sinh cùng 5 điểm là Nguyễn Thành Trung và Bùi Anh Tuấn. Còn một lượt lựa chọn nữa và tin chắc rằng điểm số của các thí sinh vẫn còn thay đổi. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Đăng Thiên. Chị, em sẽ chọn lĩnh vực tiếng Việt. 30 giây bắt đầu. Sản phẩm từ biển được gọi là hải sản. Hải sản. Đúng. Trắng phao và trắng tinh là hai từ như thế nào với nhau? Đúng. Tim trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu ở mảnh đất ấy, nhà đang mọc lên hàng ngày. Hàng ngày. Ở mảnh đất ấy. Điền phần còn thiếu vào câu tục ngữ không thầy đố mày. Đúng. Điền phần còn thiếu vào câu thành ngữ một con ngựa đó. Đúng. Tìm các chủ ngữ trong câu không những Lan học giỏi mà bạn ấy còn rất ngoan. Lan. Bạn. Lan bạn ấy. Điền phần còn thiếu vào câu tục ngữ lá lành đâm lá rách. Đúng. Và như vậy Đăng Thiên đã ghi thêm được 5 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai, nâng tổng số điểm của em lúc này là 12 điểm. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục đến với lượt lựa chọn của Đình Thắng. Em chọn lĩnh vực toán học. 30 giây bắt đầu. Có thể tìm hai số khi biết hiệu số và tỷ số của chúng hay không? 1 châu A. Được. Nếu đánh số từ 1 đến 999 thì chữ số nào xuất hiện ít nhất? 1. Số 0. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số với nhau, trước tiên ta phải làm gì? Quy đồng. Đúng. 0,0045m² bằng bao nhiêu cm2? Châu Qua. 45cm². Số tự nhiên 6789 có chia hết cho 9 hay không? Có. Không. Rút gọn phân số 33 trên 55 thành phân số tối giản. Châu Qua. 3 trên 5. Như vậy Đình Thắng đã ghi thêm được 1 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Chúng ta đến với lượt lựa chọn của Thành Trung. Em xin chọn văn học. 30 giây bắt đầu. Trong truyện Ngụ Ngôn, một con thú biết nói chuyện cũng là một nhân vật, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Một khổ thơ thường có mấy câu? 4. Chính xác. Nhà văn nào đã dịch bộ truyện Harry Potter ra tiếng Việt? Châu Qua. Lý Lan. Nhà xuất bản Kim Đồng có trụ sở ở Hà Nội, đúng hay sai? Sai. Không đúng. Nhân vật chính trong bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt tên Chàng gì? Tí. Chính xác. Tô Hoài là tác giả của truyện Giấy Nàng Phi Lưu Ký, vợ chồng Bá Vũ hay cả hai? Cả hai. Đúng. Hãy tìm nhân vật trẻ trong câu thơ Trẻ làm đuốc sống và sông lửa đồ. Lê Văn Tám. Lê Văn Tám. Và như vậy kết thúc lượt lựa chọn thứ hai, Thành Trung đã ghi thêm được cho mình 5 điểm. Chúc mừng em. Và bây giờ chúng ta sẽ biết điểm số dành cho các thí sinh. Ở vị trí dẫn đầu là Khưu Đăng Thiên, em ghi được 12 điểm. Nguyễn Thành Trung 10 điểm. Vị trí thứ ba là Đỗ Huy Quang. Và giờ đây cũng là lượt lựa chọn của Huy Quang. Dạ thưa chị, em xin chọn lĩnh vực thể thao. 30 giây bắt đầu. Người ta quan sát bàn chân của con thạch sùng để chế tạo giày cho môn thể thao nào? Leo núi. Đúng. Thủ môn trong đội bóng đá thường mang áo số mấy? 14. Số 1. Nếu một võ sĩ quyền Anh bị đánh ngã, trọng tài đếm tới mấy mà không đứng dậy sẽ bị thua? 3. 10. Giữa sân vận động và nhà thi đấu kiến trúc nào có mái che? Sân vận động. Nhà thi đấu. Giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam có dành cho các cầu thủ bóng đá nữ không? Có. Chính xác. Ở vòng đầu của vòng chung kết World Cup bóng đá, các đội đá loại trực tiếp hay đấu bảng? Đá loại trực tiếp. Câu trả lời này của em chưa chính xác. Lượt lựa chọn thứ hai mang về cho Huy Quang thêm 2 điểm. Chúc mừng em. Bảng điểm của các thí sinh chưa có sự thay đổi về vị trí xếp hạng. Dẫn đầu vẫn là Khưu Đăng Thiên, tiếp theo là Nguyễn Thành Trung và Đỗ Huy Quang. Và đây là lượt lựa chọn của thí sinh Anh Tuấn. Em chọn lĩnh vực nghệ thuật. Chúc em thành công. 30 giây bắt đầu.
Các diễn viên phải vẽ mặt nạ khi diễn là đặc điểm của bộ môn nghệ thuật nào của cải lương? Cải lương. Hát bội. Hiện nay chương trình thiếu nhi nào được phát sóng vào 19 giờ tối thứ năm trên HTV7? Những người bạch nhọn. Chính xác. Các bức vẽ cổ xưa nhất của loài người được tìm thấy trong các hang động hay các lăng mộ? Hang động. Đúng. Nhạc cụ cổ nào thường được nhắc tới trong các bản trường ca của các dân tộc thiểu số Việt Nam? Trống đồng. Cồng chiêng. Eurovision là cuộc thi âm nhạc hay liên hoan phim? Liên hoan phim. Cuộc thi ca nhạc. Nhắc đến hát quan họ, người ta nhớ ngay đến Hà Nội hay Bắc Ninh? Bắc Ninh. Câu trả lời ở ngay những giây cuối cùng đã nâng điểm số của anh Tuấn ở vòng 2 lên 3 điểm. Như vậy tổng cộng em đã ghi được 8 điểm cho mình. Còn lại lựa chọn cuối cùng thì lĩnh vực âm nhạc. Đây là lượt lựa chọn của Watt Roger. 30 giây bắt đầu. Nhạc sĩ Thập Nhất đã phổ thơ bài hát nào mà mỗi câu đều có từ bố? Châu A. Bố là tất cả. Bắc Kim Thang là dân ca Bắc Bộ, Trung Bộ hay Nam Bộ? Nam Bộ. Bắc Bộ. Ký hiệu chữ cái chỉ nốt đô là C hay D? C. Đúng. Nốt nhạc sơn đứng thứ nốt nào trong thang âm? Pha. La. Bài ca Tiếng Hát Ước Mơ là ca khúc viết cho thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Nam đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Bài hát nào có câu ba thì trồng những cây dễ sợ? Châu A. Vườn cây của ba. Bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phạm Tuyên hay Phan Nhân? Phan Nhân. Chính xác. Và như vậy Roger đã ghi thêm được 3 điểm, nâng tổng số điểm của em lúc này là 7 điểm. 12 lĩnh vực đã được lựa chọn. Giờ đây chúng ta sẽ được biết vị trí của các thí sinh. Ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Khưu Đăng Thiên, em ghi được 12 điểm. 10 điểm là thí sinh Nguyễn Thành Trung. Hai thí sinh đồng được 8 điểm là Đỗ Huy Quang và Bùi Anh Tuấn. Như vậy, Huy Quang và Anh Tuấn sẽ cùng tham gia vòng thi loại trực tiếp để chọn ra một thí sinh có mặt ở vòng 3 cùng với Đăng Thiên và Thành Trung. Và chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để được biết đề thi ở phần thi loại trực tiếp dành cho hai thí sinh Anh Tuấn và Huy Quang. Cột 1 loài vật gồm đà điểu, hươu, vịt, gấu. Cột 2 đặc điểm bàn chân gồm móng guốc, có màng, có hai ngón, móng vuốt. Mời các em. Kết quả của phần thi ghép đáp án như sau: 1C, 2A, 3B và 4D. Chúc mừng Huy Quang lọt tiếp vào vòng 3 của chương trình ngày hôm nay. Và như vậy ba thí sinh Đình Thắng, Anh Tuấn và Watt Roger sẽ chia tay với chương trình. Các em sẽ được nhận kỷ niệm chương và một phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Các thí sinh Thành Trung, Đăng Thiên và Huy Quang sẽ tiếp tục có mặt ở vòng 3 chương trình Tìm Người Thông Minh. Để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên, các thí sinh cũng sẽ trải qua trò chơi giải mã như ở vòng 2. Bộ giải mã cũng không có gì khác. Mời các em nhìn lên màn hình để biết dãy số và gợi ý dành cho mình. Dãy số dành cho các em như sau: 22, 62, 62. Và gợi ý: đây là một loại quả. Mời các em. Đã có một thí sinh thành công ở phần giải mã. Kết quả của phần giải mã như sau. Đáp án của chúng ta là banana.